chào bạn, rất vui được gặp lại bạn trong ngày hôm nay, ngày thứ 7 trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn theo cuốn sách The Magic của tác giả John Darbon, được chuyển thể sang tiếng Việt bởi thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Ngày hôm nay của chúng ta mang tên Cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực. Người thực sự có lòng biết ơn là người biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Khi có một mối quan hệ ở trong tình trạng khủng hoảng, khi có áp lực về tài chính, vấn đề sức khỏe hay công việc khó khăn, những tình huống tiêu cực sẽ xuất hiện vì khi ấy bạn đã thiếu đi lòng biết ơn trong một thời gian. Nếu không biết ơn mọi thứ trong cuộc sống, thì một cách vô thức chúng ta xem những điều ấy là hiển nhiên, xem thứ gì đó như điều hiển nhiên là nguyên nhân chính gây ra sự tiêu cực. Bởi vì khi nhận lấy điều hiển nhiên ấy thì chúng ta không cho đi sự biết ơn và chúng ta khiến phép màu không thể xảy ra. Lòng biết ơn luôn mang lại sự gia tăng kỳ diệu trong cuộc sống. Tương tự, việc xem mọi thứ là hiển nhiên cũng luôn dẫn đến sự sa sút trong cuộc sống. Bạn có biết ơn sức khỏe khi đang khỏe mạnh không? Hay bạn chỉ để ý đến nó khi bị thương hoặc bị bệnh? Bạn có biết ơn công việc hàng ngày không? Hay chỉ biết quý trọng nó khi nghe tin công ty sắp cắt giảm nhân sự? Bạn có biết ơn mỗi khi nhận được tiền lương không? Hay bạn coi đó là điều hiển nhiên? Bạn có biết ơn người thân của mình khi mọi chuyện vẫn ổn thỏa không? Hay bạn chỉ nói chuyện với họ khi có vấn đề xảy ra? Bạn có biết ơn khi chiếc xe vẫn hoạt động tốt không? Hay bạn chỉ nghĩ đến xe mình mỗi khi nó bị hỏng? Bạn có biết ơn việc mình vẫn đang sống mỗi ngày không? Hay bạn chỉ nghĩ rằng có được cuộc sống là điều hiển nhiên? Việc xem mọi thứ là hiển nhiên sẽ dẫn đến những phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Vậy nên, khi phàn nàn, theo quy luật hấp dẫn, bạn sẽ thu hút những thứ khiến bạn phàn nàn nhiều hơn nữa. Nếu bạn phàn nàn về thời tiết, về giao thông, về sếp, bạn đời, gia đình, bạn bè, người lạ, hoặc phàn nàn khi phải xếp hàng, phải trả hóa đơn, phàn nàn về kinh tế, về chi phí nào đó, về dịch vụ công ty, thì khi ấy bạn không biết ơn và mỗi lời phàn nàn ấy, bạn đang đẩy ước mơ đi ra xa mình hơn. Giờ đây bạn hiểu rằng khi phàn nàn, khi có ý nghĩ và lời nói tiêu cực, cũng như khi xem mọi thứ là điều hiển nhiên, thì bạn đang ngăn chặn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Giờ đây bạn hiểu rằng khi điều gì đó trở nên tồi tệ, có nghĩa là bạn đã vô thức không còn lòng biết ơn nữa. Sự tiêu cực không thể tồn tại khi bạn đang biết ơn được, không thể nào phê phán và đổ lỗi khi bạn đang biết ơn được, không thể nào cảm thấy buồn bã hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khi bạn đang biết ơn được. Và điều tốt đẹp nhất là nếu bạn đang có một hiện trạng tiêu cực nào đó trong cuộc sống, thì với lòng biết ơn nó sẽ nhanh chóng được cải thiện. Đầu tiên, có thể khá khó khăn, nhưng bạn phải tìm kiếm những điều mình cảm thấy biết ơn trong tình huống tiêu cực đó. Dù mọi chuyện tệ đến đâu thì vẫn có những thứ gì đó để biết ơn, đặc biệt là khi bạn hiểu rằng lòng biết ơn sẽ cải thiện tình hình khi tiêu cực. Walt Disney, người biết được phép màu thực sự trong cuộc sống, đã hướng dẫn cách làm điều này trong bộ phim Pollyanna. Bộ phim Pollyanna được Disney sản xuất năm 1960 có nhắc đến trò chơi vui vẻ và nó có tác động lớn đến tuổi thơ của tôi. Tôi đã chơi trò chơi vui vẻ giống như phim trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu của mình. Để chơi trò này, bạn phải tìm được thật nhiều thứ khiến mình vui vẻ, đặc biệt trong một tình huống tiêu cực. Tìm những thứ mình cảm thấy vui vẻ hoặc cảm thấy biết ơn trong tình huống tiêu cực sẽ khiến giải pháp xuất hiện. Walt Disney đã minh họa sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn trong phim Pollyanna và hàng nghìn năm trước Đức Phật cũng đã dạy ta phương pháp tương tự để sử dụng sức mạnh nhiệm màu. Ông đã nói rằng, mỗi ngày thức dậy hãy biết ơn bởi nếu trong hôm nay ta chưa lĩnh hội được nhiều thì ít nhất ta cũng lĩnh hội được một chút. Và nếu không lĩnh hội được một chút thì ít nhất ta không vướng phải bệnh tật. Và nếu có vướng phải bệnh tật thì ít nhất ta vẫn đang sống. Vậy nên tất cả hãy biết ơn. Để lời dạy của Đức Phật dẫn lối vào hôm nay, hãy chọn ra vấn đề hay tình huống tiêu cực mà bạn muốn giải quyết nhất và đi tìm 10 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Tôi biết khi bắt đầu sẽ khá khó khăn, nhưng Đức Phật đã hướng dẫn bạn phương pháp thực hiện. Hãy viết danh sách 10 điều ấy trên máy tính hoặc quyển sổ biết ơn của mình. Ví dụ như, vấn đề có thể là bạn vừa mất việc,
và dù đã cố gắng hết sức bạn vẫn thất nghiệp. Để cải thiện tình huống này một cách kỳ diệu, bạn phải tập trung thực thi lòng biết ơn đối với tình huống này. Dưới đây là một số ví dụ bạn có thể nói. 1. Tôi biết ơn vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời gian này. 2. Tôi biết ơn vì cuộc sống của mình ổn định hơn vì có nhiều thời gian để sắp xếp. 3. Tôi biết ơn vì đã có việc làm trong phần lớn thời gian và tôi có nhiều kinh nghiệm. 4. Tôi thực sự biết ơn vì đây là lần đầu tiên tôi bị thất nghiệp. 5. Tôi biết ơn vì vẫn còn rất nhiều công việc trên thị trường và mỗi ngày đều có thêm các công việc mới. 6. Tôi biết ơn vì tất cả những gì đã học được khi làm việc và khi tham gia phỏng vấn. 7. Tôi biết ơn vì mình có sức khỏe và có thể làm việc. 8. Tôi biết ơn sự hỗ trợ và khuyến khích của gia đình. 9. Tôi biết ơn vì những gì mình hiện đang có vì tôi cần đến chúng. 10. Tôi biết ơn vì sau khi mất việc, tôi nhận ra rằng có việc làm thật sự rất ý nghĩa, trước đây tôi chưa từng nhận ra. Và kết quả của sự biết ơn này đó là người thất nghiệp ấy sẽ thu hút nhiều tình huống khác nhau và hoàn cảnh hiện tại của họ sẽ được cải thiện một cách nhiệm màu. Sức mạnh của lòng biết ơn mạnh mẽ hơn bất cứ tình huống tiêu cực nào và có vô vàn cách cải thiện tình huống tiêu cực ấy. Tất cả những gì bạn cần làm là thực thi lòng biết ơn và tận hưởng phép màu khi nó xảy ra. Hãy lấy một ví dụ khác, một người con trai có mối quan hệ không tốt với cha mình, người con cảm thấy dù anh ta đã làm gì thì cha vẫn không hài lòng. Bạn có thể viết: 1. Tôi biết ơn vì phần lớn trong mối quan hệ cuộc sống đều rất tốt đẹp. 2. Tôi biết ơn cha mình vì đã làm việc vất vả để cho tôi ăn học điều mà ông không có được. 3. Tôi biết ơn cha mình vì ông đã bảo bọc gia đình trong suốt thời thơ ấu của tôi, bởi vì tôi không hề biết ông đã làm việc vất vả và chi tiêu cho gia đình nhiều như thế nào. 4. Tôi biết ơn cha vì đã đưa tôi đi chơi bóng chày vào mỗi thứ bảy khi tôi còn nhỏ. 5. Tôi biết ơn cha vì gần đây ông không quá nghiêm khắc với tôi như trong quá khứ. 6. Tôi biết ơn cha vì ông quan tâm đến tôi thật nhiều, bởi vì ông sẽ không nghiêm khắc nếu ông không quan tâm đến tôi. Tôi biết ơn vì nhờ mối quan hệ với cha, tôi có được sự đồng cảm và thấu hiểu hơn đối với con mình. 8. Tôi biết ơn cha vì đã cho tôi hiểu rằng sự động viên là rất quan trọng trong công việc nuôi dạy con cái trở nên vui vẻ và tự tin. 9. Tôi thực sự biết ơn vì có thể cùng cười vui với cha. Có những người không thể làm điều đó vì họ không có cha. Và có những người đã mất đi cha sẽ không bao giờ có cơ hội cùng cười vui với cha một lần nữa. 10. Tôi thực sự rất biết ơn vì mình có cha, bởi vì ngoài những khoảng thời gian khó khăn thì chúng tôi rất vui vẻ và tôi sẽ có nhiều thời gian vui vẻ trong tương lai với cha mình. Và kết quả của lòng biết ơn chân thành đối với cha đó là người con sẽ khiến mối quan hệ của hai cha con tốt đẹp hơn. Người con thay đổi suy nghĩ và cảm xúc về cha mình và điều này ngay lập tức thay đổi những gì anh ta nhận được từ cha. Mặc dù chỉ thể hiện sự biết ơn trong tâm trí, nhưng khi nó đủ nhiều và đủ mạnh mẽ, lòng biết ơn của con người sẽ tác động nhiệm màu lên mối quan hệ với cha mình. Khi duy trì được lòng biết ơn này thì theo quy luật hấp dẫn, người con chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình huống tốt đẹp hơn với cha của mình và mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện ngay lập tức. Hãy nhớ rằng bạn có thể nhận được một quá trình vận hành của lòng biết ơn thông qua cảm xúc của mình. Cảm xúc sẽ tốt hơn khi bạn thực thi lòng biết ơn. Bằng chứng đầu tiên thể hiện sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Khi ấy bạn biết rằng tình huống sẽ cải thiện và giải pháp sẽ xuất hiện. Câu trả lời cho mọi vấn đề là tập trung lòng biết ơn vào vấn đề cho đến khi bạn cảm thấy cảm xúc bên trong tốt hơn. Sau đó phép màu sẽ xuất hiện ở bên ngoài cuộc sống. Khi lập danh sách 10 điều biết ơn, hãy đảm bảo mỗi điều đều được viết theo cấu trúc này. Tôi rất biết ơn bởi vì, hoặc tôi thực sự biết ơn bởi vì. Và hoàn thành câu ấy với điều mà bạn biết ơn. Và nếu muốn thì bạn cũng có thể dùng phương pháp của Walt Disney để sử dụng sức mạnh diệu kỳ của lòng biết ơn. Tôi rất vui vì. Và hoàn thành câu đó với điều khiến bạn vui vẻ. Khi đã liệt kê ra 10 điều bạn cảm thấy biết ơn, hãy hoàn thành phương pháp cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực bằng cách viết: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo.
Trong ngày hôm nay, hãy thử xem bạn có thể hoàn toàn không nói bất cứ điều gì tiêu cực được không? Có thể đây là một thử thách, nhưng hãy thử thực hiện trong một ngày. Đây là chuyện quan trọng cần làm, bởi vì phần lớn chúng ta đều không nhận thức được mỗi ngày mình nói nhiều lời tiêu cực đến mức nào. Nhưng bạn sẽ sớm nhận ra nếu để ý đến lời nói của mình trong một ngày. Hãy nhớ rằng những lời tiêu cực và phàn nàn chỉ thu hút thêm nhiều thứ như thế đến với bạn. Và nếu bạn nhận thức được điều mình đang nói, bạn có thể sẽ dừng lại và quyết định xem mình sẽ nói gì tiếp theo. Dưới đây là một công cụ cứu cánh nhiệm màu mà bạn có thể sử dụng khi phát hiện ra mình đang nghĩ hay đang nói điều tiêu cực. Hãy dừng lại ngay và nói rằng: nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì... Hoàn thành câu ấy với một điều nào đó, bất cứ điều nào bạn thấy biết ơn. Hãy mang theo công cụ nhiệm màu này và thực hiện nó ngay khi cần. Nếu trong tương lai xảy ra một vấn đề hay tình huống nhỏ nào đó, hãy nhớ dập tắt nó ngay từ đầu, đừng để đốm lửa nhỏ bùng thành đám cháy lớn. Và khi ấy, bạn sẽ thắp sáng cuộc sống của mình với phép màu. Để thực thi phương pháp nhiệm màu số 7, cánh cửa thoát khỏi sự tiêu cực, bạn hãy làm theo 6 bước sau đây. 1. Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiệm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc và hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Chọn một vấn đề hay một tình huống tiêu cực trong cuộc sống mà bạn muốn giải quyết nhất. 3. Liệt kê 10 điều bạn cảm thấy biết ơn vì tình huống tiêu cực ấy. 4. Ở cuối danh sách hãy viết cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo. 5. Trong ngày hôm nay, hãy thử xem bạn có thể hoàn toàn không nói bất cứ điều gì tiêu cực được không? Nếu phát hiện mình đang nghĩ hay nói điều tiêu cực, hãy sử dụng công cụ cứu cánh nhiệm màu. Hãy dừng lại ngay và nói rằng: nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất biết ơn vì... 6. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua ngày thứ 7. Để thực thi tốt nhất phương pháp nhiệm màu của ngày hôm nay, bạn có thể đọc lại các bước thực hiện dưới phần mô tả của video. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn ở ngày hôm sau.